Mỗi ngày chúng ta dụng công niệm Phật, lễ Phật, chúng ta luôn luôn siêng năng là ngay chỗ cái tâm mình. Mình nghĩ ngày nay mình mỗi ngày dụng công niệm Phật, lễ Phật, nhất định một ngày nào Phật A Di Đà ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Mình nghĩ như vậy, tự nhiên khi mình lên mình tu, mình không có làm biếng cái việc, hiểu không? Nghĩa là cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này nó đơn giản, nó dễ gì đó, nhưng mà đòi hỏi là chúng ta phải quân tập lâu dài. Mà muốn tu được lâu dài thì nó phải có một cái sự an lạc, rồi tu nó vui vẻ thì sao mình mới tu hoài lâu dài được. Thì biết rằng là nhiều người á, người ta cũng tu tập đó, nhưng mà thời gian nó ngao ngán. Khi nó ngao ngán rồi là bắt đầu là nó bỏ cuộc á, chứ không dễ đâu. Nên những đức thấy rằng là mỗi thời tu mình nó có một cái sự an lạc khác nhau. Nhưng nhớ vị dụng công tu là khi mà mình niệm Phật một mình hay là với vài ba người, nhớ kỹ là cái âm thanh mà trong máy phát ra đó, quý vị phải niệm nhỏ hơn. Chỗ này quan trọng lắm đó. Nếu như quý vị niệm lướt qua thì nó rất dễ chổi. Tự nhiên khi có những người tu gần với mình đó, bị trở ngại, nên phải dùng tiếng máy làm chính để dặn. Tiếng máy làm chính để dặn. Thì cái lúc mà mình lên mình niệm Phật, lễ Phật, giống như tất cả những việc mà sáng nay mình làm cái gì đó, trong lòng mình nghĩ thôi cứ để qua bên đi, tu xong thờ tính. Trong tâm mình cứ nghĩ là cứ để qua bên đi, tu xong rồi tính. Thì lúc đó quý vị sẽ tu một thờ sẽ có lợi ích rất là lớn. Nếu không là nó dè dặn quý vị, cái nó cứ tuy là một chút mới làm, nhưng mà lên tu này nó cứ suy nghĩ hoài cái chuyện mà có khi nói chuyện nó cũng không có gì, một chút nấu cơm rồi đi mua đồ ăn cái gì, rồi mua đồ ăn xong rồi đi làm cái đó cái gì, rồi quét cái nhà, rồi đi gặp ai, nó vậy đó mà nó cứ quay vòng vòng, nó làm cái thờ tu của mình đó, niệm Phật niệm vậy đó, nhưng mà nó lại không thấy an lạc. Nên những đức nói rằng là mình không có dẹp nó liền được đâu quý vị, nhưng mà mình nói là thôi tạm thời để bên đi, tu thờ đi là tính. Nhưng mà khi vị tu một thờ xong, nó có một cái nguồn năng lực rất là cao, tích tụ được cho chính mình. Còn nếu không thì mình tu xong một thờ, nhưng mà cái vọng tưởng đó nó không có tích được năng lượng nhiều. Cái vọng tưởng đó nó không tích được năng lượng nhiều, nên mình nói tạm thờ để qua một bên đi. Giống như giờ đối với người thân thương trong cuộc đời của chúng ta hiện tại, chúng ta cũng nói là tạm thờ chúng ta xa nhau đi, mình đi về thế giới cực lạc đi, rồi mình sẽ nhất định sẽ gặp nhau. Mình nói tạm thời nó nghe nó nhẹ nhàng hơn là chia tay luôn quý vị, nghe không? Là tạm thời thôi. Nên từ nơi đó mà cái câu tạm thời mình sẽ chấp nhận, để lại qua một bên để lo cái chuyện tu hành giải thoát của chính mình. Quý vị nhớ rằng là đem cái tâm giải thoát để áp dụng trong cuộc sống thì đỡ tối đa bao nhiêu sự phiền não, âu lo. Còn nếu không đem cái tâm giải thoát để áp dụng cho cuộc sống thì cái gì chúng ta cũng bận tâm, âu lo, nặng nề dữ lắm quý vị. Nhớ kỹ nghe. Có nghĩa là trong cái thuận cái nghịch đều là có cái tâm cảm ơn. Thì khi mình niệm Phật tu tập nhất định sẽ có kết quả. Con người chúng ta thì thường biết ơn cái tốt đến với mình thôi. Nhưng mà khi cái không tốt đến với mình sẽ không bao giờ biết ơn đâu. Mình sẽ sân si khó chịu dữ lắm. Nên bây giờ đối với cái thiện cái ác, chúng ta đều cảm ơn. Thí dụ như quý vị cứ ngồi suy nghĩ, cũng như bản thân của những đức nè, nó bây giờ có cái đạo tràng cho mình tu rồi đó. Thấy rõ ràng chưa? Đó. Buông cái đạo tràng thế gian, có cái đạo tràng trên không trung, gần mà xa, xa mà gần.
Khi tu tập xong thì nhà ai nấu cơm ăn thì cứ ăn, ăn sớm ăn muộn gì chuyện của mình, rồi việc ai nấy làm, nhà ai nấy ngủ. Thấy chưa? Rồi những đứa tu tập vì xong thiền chút, những đứa cũng đi kiếm gì ăn kế bên của quán cơm chay, đi lại ra mua cho người tô bún đem về ăn, tô 15 ngàn. Mà quán cơm chay này ngộ lắm quý vị, cơm cũng 15 ngàn, bún cũng 15 ngàn, cái gì cũng 15 ngàn, chỉ đúng 15 ngàn thôi là xong, no cái bụng buổi sáng. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà 15 ngàn thôi là xong chuyện đó. Thì cũng là xong cái bụng thôi, nó bỏ vô bụng cái để tiếp tục có cái thân này mà. Thì biết rằng là cái thân này giống như chiếc xe vậy đó, chạy thì phải đổ xăng thôi, nó thay nhớt đồ này kia thôi. Thì giống như mình làm việc xong mình có miếng đồ ăn bỏ vô bụng, nó có thực có vật được đạo là gì, 15 ngàn quý vị. Ở đâu cũng may mắn đưa mình lại cái chỗ ở kế bên của quán cơm chay gần sát bên, mà món nào đó cũng chỉ có 15 ngàn thôi. Nghe thấy chưa? Nó rồi tới giờ lên tu thờ, giờ thấy tu thờ nè, sáng tu xong thờ một tô bún 15 ngàn xong chuyện, chiều buổi trưa xong 15 ngàn. Nói vậy coi, ngày 3 buổi thì 3 món đồ ăn 45 ngàn xong chuyện, cũng là xong một ngày. Nói vậy coi á, nên từ nơi đó mà thấy rõ ràng luôn, mình chỉ cần tin Phật thôi, nó mắc chỗ này nó có chỗ khác, miễn chỉ cần mình có cái tâm tu. Đây là rõ ràng, mà nó còn nhẹ hơn đó quý vị, nó còn nhẹ hơn, nó còn khỏe hơn, nó đỡ bận tâm hơn bao nhiêu thứ luôn. Mà thấy rằng bây giờ mình, nếu mà cái đà gì mình còn có cơ hội giảng sanh, cơ hội giảng sanh mình rất là cao vì mình được quân tập quý vị. Nó giống như bây giờ nhìn Đức nói thật sự, có những người trong chúng ta quý vị đã từng đi chỗ này đi chỗ nọ, đi làm từ thiện đâu này, đi làm từ thiện chỗ kia, bây giờ chúng ta mới đủ nhân viên có một phương pháp tu tại nhà nè. Thí dụ như giờ, thí dụ như tại nhà mình ông bà tổ tiên mình mà chưa siêu thoát, họ quy tụ về gia đình con cháu đi, mình kêu họ đi đâu cũng khó kêu họ lắm, cái tình chấp của họ nặng nề. Bây giờ mình có cái thờ khóa tu tại nhà thì dù cỡ nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng ngay bàn thờ hay là ngay chỗ thờ Phật gì cũng sát sát cái đó, mình tu thì cũng ảnh hưởng họ, tu với cũng ảnh hưởng họ. Như Đức tin chắc bây giờ trong gia đình của mình, chồng hay vợ hay con gì nó không chịu tu cỡ nào chứ, nhưng mà mỗi ngày mình niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật, từ từ nó nghe viết rồi thì cái nhĩ căn này nó cũng tiếp vô trong cái tâm thức, viết từ từ nó cũng có sức ảnh hưởng, sức ảnh hưởng là chắc chắn 100% quý vị luôn. Những Đức gặp rất là nhiều cô nói rằng lúc trước tu ông chồng khó khăn dữ lắm, nhưng mà khi cô tu với cô niệm Phật, cô lễ Phật viết, tự nhiên ông chồng không nói gì. Ông không nói gì, nghĩa là ông không có cấm cản khó khăn như ngày xưa nữa. Nghĩa là trong cuộc đời tu hành của mình, cái sự trở ngại gì mình cũng phải kiên nhẫn niệm Phật. Khi mình kiên nhẫn niệm Phật rồi thì tức khắc từ từ nó có sự xây chuyển. Mà cái xây chuyển này là ngay cái tâm của mình nè quý vị. Bị nhớ nghe, khi mình lên mình tu, bị nhớ chỗ này nè, khi mình lên mình tu quý vị đừng có nghĩ rằng tu để tiêu nghiệp, hoặc là mình lên mình tu mình nghĩ rằng là tu để cho con cháu mình được tốt cái này tốt cái kia. Mình đừng có lên tu mà mình nghĩ rằng mình tu để mà mình làm ăn được phát đạt cái đó cái đó, hoặc là mình tu được cái này cái kia. Đừng có nghĩ gì, quý vị cứ lên quý vị niệm Phật lễ Phật một thời cho đàng hoàng đi, cứ lên niệm Phật lễ Phật một thời cho rất đàng hoàng đi. Tất cả những cái đó làm như nó có sự xây chuyển theo cái duyên nghiệp phước báo của mình, nó sẽ tự xây chuyển tự nhiên quý vị. Và khi nó xây chuyển tự nhiên rồi tuyệt vời lắm, thật sự nó xây chuyển tự nhiên rồi nó rất tuyệt vời. Con người của chúng ta đa phần là mình bị tác động từ vọng tưởng. Thì ngồi để ý đi, có những việc thật sự nó chưa đến với mình cái gì đâu quý vị, trong cái nhân cái quả nó còn xa chưa bao giờ đến đâu, nhưng mà mình bị lo sợ và tác động. Quý vị thấy cái tâm lo sợ nó đáng sợ lắm quý vị à, cái tâm lo sợ nó đáng sợ lắm. Nó quý vị coi, từ đó tới giờ con người đa phần có ai thấy con ma đâu, nhưng mà ở nhà một mình ở chỗ nào đó thì cứ suy nghĩ con ma mà sợ, suy nghĩ con ma mà sợ. Nó giống như có cái bà này, bà nói rằng mỗi lần nằm ngủ một mình là cứ nghe cái tiếng gì gió thổi rồi cái cửa sổ đập phạch 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 phạch, ngủ không được.
Nhưng mà có thêm người nữa là không nghe gió thổi, không nghe cửa sổ đập. Cái gió thổi cửa sổ đập này là nó nằm ngay cái tâm mình. Cái tâm mình tưởng tượng ấy, biết không? Mình tưởng tượng ví dụ như mình đi cái chỗ nào trời tối hù đi, tối nó hù mình á, từ nơi đó mà quý vị biết là mình cảm giác như có ai đi sau lưng mình. Quý vị, rất là nhiều người mình bị cái bệnh này, mình cảm giác như ai đi sau lưng mình á. Mà cái cảm giác đó bản thân mình nói đừng quay lại, quay lại là đáng sợ lắm. Mà cái tâm này nó còn kinh nữa, quay lại là đáng sợ lắm. Thì mình càng nghĩ vậy thì mình càng thấy nó đeo sát bên mình. Cái này gọi là tâm thức quý vị, tâm thức nó sát luôn à, giống hình với bóng mình luôn à. Cái này nó càng sát nè. Mà cái tâm thức đó đó quý vị, là giống như nếu quý vị mà niệm Phật mà có cái tâm thức đó, đó là niệm Phật đạt liền. Niệm Phật mà cái lúc niệm Phật mà cái tâm đó là nó đạt đó. Giống như cái tâm sợ ma là nó đạt. Ừ. Quý vị, con người mình nó sợ ma là giống như nó thấy sát bên mình vậy đó. Nào là cái tiếng gió thổi, nào là cửa đập, rồi nào là đi thì có người đi sát bên mình. Nhưng mà thật sự thì không có gì chứ. Chỉ có tâm lo sợ, bất an, rồi tự nhiên sanh ra cái sự lo sợ từ tâm mình sinh ra luôn. Rất nhiều con người mình như những đứa kể câu chuyện, thấy không? Người ta thí nghiệm đó, đem một người tử tù ra thí nghiệm. Bây giờ bịt mắt ông, rồi người ta lúc mà chưa bịt mắt, người ta nói rằng người ta sẽ bịt mắt ông, người ta ví dụ thôi. Bịt mắt ông, rồi người ta buộc ông ra một cái cây, rồi người ta sẽ thí nghiệm ông. Người ta sẽ lấy một cái vật bén lắm, người ta cắt vào gân máu của ông, rồi máu ông theo đó mà chảy từ từ. Trong 1-2 phút sau ông sẽ chết. Người ta ví dụ thôi, cái sự đáng sợ của ông kinh lắm. Tên tử tù này quá sợ rồi. Xong người ta mới bịt mắt ông, xong người ta mới buộc hai tay ông, ta đưa ra gì, rồi ta lấy cái loại nước gì mà giống máu vậy đó. Rồi xong cái người ta gạch vào cái cổ tay ông, nhưng mà gạch không có đứt. Nhưng mà người ta lấy cái loại nước ra, người ta nhiễu vô cái cổ tay ông. Rồi cái cổ tay ông theo nước đó nó nhiễu xuống. Ở dưới người ta có một cái thao gì ta hứng, ta nghe này. Thì cái lỗ tay ông nghe là nước toản với máu nhiễu ra. Cái tâm lo sợ thôi quý vị, mà tự nhiên chết queo. Thí nghiệm chết luôn. Đem người tử tù có thí nghiệm thử rồi, cái sự lo sợ chết luôn. Nên quý vị biết rằng hôm qua hôm kia nhiều tháng chúng ta đã có mang trong người một cái căn bệnh ung thư rồi. Nhưng mà chưa đi khám bệnh thì chúng ta vẫn sống với ung thư bình thường. Nhưng hôm nay chúng ta đi khám bệnh, bác sĩ nói chị anh bị ung thư rồi. Ung thư này là di căn vô cùng nguy hiểm. Chúng ta vừa nghe điều này thì cái tác động của cái sợ hãi đó là gì? Mình chết đi, vợ chồng con mình sẽ như thế nào? Tài sản mình như thế nào? Của cải mình như thế nào? Những cái tâm này nó quay lại với mình và nó làm cho mình hoàn toàn mất đi chính mình. Và sự sợ hãi này đến mức cực điểm. Rồi mình ăn không ngon, ngủ không yên. Từ cái ăn không ngon, ngủ không yên nó làm sợ hãi mình. Thì cái tâm đó nó làm cho tế bào ung thư mình nó phát tán mạnh, mau thì phát tán nhanh thì. Chứ thật sự thì cái ung thư của mình là nó có thời gian rồi. Nhưng mà khi mình chưa biết thì nó vẫn là bình thường, không có gì cả. Nên quý vị biết rằng là cái Phật Pháp nó rất hay, nó giúp cho mình chấn chỉnh tâm lặng. Nó làm cho mình rất bình tĩnh. Mà khi bình tĩnh là việc gì mình cũng giải quyết rất là dễ. Còn không bình tĩnh là đáng sợ lắm. Nên cái tâm sợ hãi ghê lắm quý vị. Nên người ta mới ví dụ là cái cây đu đủ nó chỉ có cây bằng cùm tay mình thôi, hoặc bằng cùm chân mình thôi. Cùm chân là bự đó mày, cùm tay nó cao nghiêu nghiêu vậy đó. Mà nó chứa nó bao nhiêu trái đu đủ nó đeo trên cái cây đu đủ. Vì mà gió thổi nó quạt tới quạt lui mà nó vẫn đứng vững đi mà chịu đựng được. Chúng ta mang cái thân bự gì mà ung thư chúng ta một khối u nhỏ thôi, vì mà chúng ta đầu hàng để cuối cùng chúng ta đi vào cái chết tuyệt vọng. Nên người bệnh ung thư, bệnh này bệnh kia, đừng sợ. Nên nhà khoa học thì thí nghiệm chúng ta có 60.000 tỷ tế bào khỏe mạnh. Khi ung thư chúng ta chỉ bị một nhóm tế bào do cái tác động của việc sai của mình làm ảnh hưởng cơ thể, chỉ một nhóm tế bào ung thư rất nhỏ so với 60.000 tỷ tế bào khỏe mạnh. Thì cái ung thư, bệnh đau nó chỉ là một nhóm tế bào cực kỳ nhỏ, không đáng sợ ta. Nên cái sợ hãi ghê lắm quý vị, cái sợ hãi ghê lắm. Khi cái chuyện của Nhân Đức lúc trước, quý vị biết rằng là có một số anh em bị tác động thôi mà sợ đến mức mà cái mặt nó phù lên luôn. Quý vị tin không? Họ sợ đến mức cái mặt họ phù lên luôn. Sợ quý vị. Họ lo, họ sợ. Ăn không ngon, ngủ không yên luôn. Ghê không? Nên quý vị biết rằng con người ai cũng bị tác động điều này. Nhưng cái chấn chỉnh tâm lại phải cực kỳ nhanh. Cái chấn chỉnh tâm cực kỳ nhanh. Khi Nhân Đức gặp một sự cố gì nghe quý vị, trong lòng Nhân Đức cũng bị tác động, không phải không bị đâu.
Nhưng mà có những đêm Nhật Đức ngủ không được. Khi ngủ không được, Nhật Đức phải ngồi dậy, Nhật Đức suy nghĩ, Nhật Đức phân tích thiệt kỹ sự việc này ra. Mày có một cái thang này, rồi một ngày mày cũng chết đi. Tất cả những việc làm mày là làm gì, cái gì? Rồi bản thân mày ngày hôm nay mày lo sợ được gì không? Phân tích thiệt kỹ, phân tích kỹ ra, quyết định không cần phải lo sợ nữa. Đó, nếu như quý vị mà có khả năng đó thì bất cứ sự khổ đau gì đến quý vị sẽ buông xuống cực kỳ nhanh, 100% luôn. Nó sẽ buông xuống rất là nhanh. Còn nếu như quý vị chỉ nằm y ra, rồi quý vị chỉ lo sợ bất an thôi, thì nó dẫn dắt quý vị, nó dẫn đến mức quý vị đơ luôn. Giống như thật sự sự việc nó không phải đáng sợ như cái tâm mình nghĩ đâu quý vị. Nhưng mà cái tâm sợ của mình nó dọa mình đến mức mà bản thân mình hoàn toàn tuyệt vọng. Nên con người mà đã đi vào tuyệt vọng rồi thì khiến như mình tiêu. Nên Phật Pháp là cho mình một cái tư tưởng sống không bị tuyệt vọng. Nhưng Đức nói Phật Pháp hay, Phật Pháp quá tuyệt vời. Có nghĩa là người học Phật mình còn có đủ năng lượng để mà cỡ mở giùm cho người ta nữa, chứ đừng nói chi là bản thân mình. Bản thân mình là chắc chắn được cỡ mở rồi, nên mình mới đủ năng lượng để cỡ mở giùm cho người ta luôn. Đó, nên mỗi người học Phật mình phải có một cái nguồn năng lực này nghe quý vị. Thì người thân gia đình mình nhất định một ngày nào họ gặp sự cố gì, mình là người an tâm cho họ, thì lúc đó họ mới thấy Phật Pháp hay. Còn mình học Phật mà người ta dọa mình, người ta không học Phật người ta dọa mình, cái là xanh mặt xanh mày chứ. Ta nói Phật Pháp có gì đâu hay, đâu có đâu gì đâu hay quý vị. Vì thấy rằng là những Đức á, gặp sự cố giống như trên trời nó rớt xuống vậy đó. Mà cuối cùng bây giờ những Đức cũng có tiếp tục một đạo tràng nữa, thấy chưa? Nếu như Đức không chấn chỉnh cái tâm mình lại, vừa buổi sáng chiều lại là quý vị thấy những Đức tu với quý vị rồi đó, đúng không? Vì nhớ rõ ràng không? Nhớ vừa buổi sáng thôi, những Đức đi ra khỏi chùa là chiều lại là những Đức xuất hiện ở đâu không biết, mà những Đức đã tu với quý vị. Chiều là những Đức phải tu. Nhà Đức nói với hai ba chú bên cạnh, Nhà Đức nói không tu thì cái tâm này nó quỷ diệt mình luôn. Phải dụng tâm tu và rủ nhiều người cùng tu để tạo thành một cái nguồn năng lực cho chính mình và cho họ luôn. Sự chuyển hóa nó cực kỳ nhanh. Sự chuyển hóa nó nhanh lắm. Nên cái đại chúng tu này không đơn giản. Cái quay lực của đại chúng này dữ lắm. Nên buổi sáng mà tu xong quý vị phải công nhận là nó có một cái nguồn năng lực gì hừng hực, đúng không? Ai mà có người bất an lo âu sợ hãi gì, tự nhiên nghe gì cái chấn chỉnh cái tâm lại liền. Ủa, mình là người tu hành, mình là con người đang sống. Cái sức mạnh của người đang sống này cực kỳ cao so với cái người mà đã chết rồi. Cái linh hồn thì họ yếu hơn mình không biết bao nhiêu lần. Vậy mà mình là người còn sống mà mình sợ ma. Rất nhiều người sợ ma quý vị. Nhà của mình mà ở không dám ở, đi ra ngoài cửa ngồi ngủ ghê chưa, đã sợ ma rồi, kỳ cục, nhà mình không ở mà đi ra trước cổng ngồi, ngồi đợi ai? Đợi chồng gì? thấy kinh khủng chưa? Nó là cái tâm sợ ta đó quý vị. Mà con người mà sợ ma niệm Phật khó vãng sanh, vì mình bị những cái cảnh giới khác nó chiếm ưu thế. Mình là người giúp cho ma chứ làm gì mình sợ ma. Quý vị phải công nhận điều này nè. Mà từ đó tới giờ nghe nói ma chứ chưa từng thấy ma, cũng vì chưa thấy nên mới sợ, đúng không? Mình cứ tưởng tượng là con ma là nó như vậy, tóc nó dài bằng nguyên bộ đồ trắng, lưỡi nó dài, rồi nó đi nó phớt phơ. Mình cứ tưởng tượng như vậy thôi mà mình sợ ma đó quý vị. Chứ thật sự mà nói con ma nó còn không đáng sợ bằng con người chúng ta. Quý vị phải ngồi bình tĩnh suy nghĩ cái câu này. Con ma đó, con quỷ nó còn không đáng sợ bằng con người chúng ta nữa. Con cọp nó cũng không đáng sợ mà con người mình. Quý vị bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi. Con người nếu như mà mình đã ác rồi thì nó còn hơn con cọp. Và tự nhiên không mà nói, con cọp nó đói quá, nó có thể gặp một con người, nó bắt nó ăn một con người. Nhưng nó ăn xong mấy ngày sau nó mới ăn nữa. Nhưng con người chỉ cần ác tâm thì một cái lưỡi mình cũng có thể giết hàng loạt con người. Giết xong rồi mà mình phải đi cảm ơn họ, vì mình không biết họ giết mình nên mình mới cảm ơn thôi, chứ mình không có cửa cảm ơn đâu. Nên khi mình chết rồi mình làm cô hồn thì lúc đó mình mới biết nó hại mình, thì lúc đó mình mới đeo đẳng theo để chờ cơ hội báo thù, thấy chưa? Nên chúng ta mới nói là cái thiện và cái ác, niệm Phật sanh ra tâm phải cảm ơn. Vì sao? Vì mình muốn về thế giới cực lạc. Chỉ cần quý vị có tâm muốn về thế giới cực lạc thì là mang tâm cảm ơn.
Còn nếu mang tâm đấu đá hơn thua trong cõi này thì chúng ta cố gắng ở lại lục đạo luân hồi đi. Thì hơn thua đấu đá tranh giành cái không mà, nên ở lại đây chơi đi bạn. Còn nếu bạn thật sự muốn sanh cực lạc thì bạn cảm ơn đi. Thấy không? Một chút nè, cảm ơn hay không nè, chút ra có người chửi nè. Mấy ngàn người này chút ra có người chửi nè. Chạy xe, chạy gấp quá, chạy ngang nó, nó quay lại nó kênh mình. Ê, muốn gì mày? Gắt đầu. Xin lỗi ông cô nội. Đúng không? Nó, còn nếu quay là giờ mày muốn sao? Là có chuyện liền quý vị. Thấy không? Tác động nhau có chuyện liền. Nó giờ đó, vừa nghe gì nè, một chút nè, ra coi chừng gặp nè, gặp độ nè. Nó vừa nghe nói chuyện một chút ra coi chừng gặp độ đó. Nó một chút bước ra, trọng hỏi, bữa nào mày tu xong mày cũng ngồi mày làm gì à? Chịu ra ăn cơm mày ngồi đó mày làm gì à? Nó, lúc đó cái tâm cảm ơn hay không, lúc đó quý vị sẽ biết. Sẽ thấy mình có công vừa tu xong mà tôi nghe pháp chứ bộ. Đúng không? Cái tâm mà nghĩ mình có công đó cự lại liền. Công là công của mình, chuyện là chuyện của mình, còn chuyện người ta có quyền tác động mình, mình có quyền cảm ơn hay là tác động lại, đó là chính mình quyết định. Đó nên quý vị nhớ nghe cái điều mà sáng tu xong mà nghe gì nó xác thực nhất luôn đó. Nhớ cố gắng cả ngày này, gặp chuyện thuận nghịch gì cố gắng chuyển hóa qua bằng câu A Di Đà Phật thì sự lợi ích này rất lớn của một ngày chúng ta sống trong cái cuộc đời này, nhất định sẽ giữ được phước duyên. Nắm chắc câu Phật hiệu nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.